Vui không? Vui. Chú Trần hỏi sướng quá nhỉ. À sướng quá vậy. Đi học về. Cảm xúc hôm nay của gạo màu gì? Màu xám mẹ. Dạo học tiếng Anh vui không? Dạ vui, nhưng mà mẹ hay về giận dữ. Mẹ thì rất là giận dữ hả? Mẹ giận dữ lúc nào? Hồi nãy giờ không giận dữ. Ê, tại vì con giận ba bi. Đúng không? Cái rồi mẹ nói con là phải im lặng tập trung học, đúng không? Trời ơi, không có đèn nữa mẹ. Không có gì? Không có đèn. Không có đèn nữa. Ờ, cái đèn nó không tiết kiệm điện. Tiết kiệm điện bảo vệ đấy đó. Tiết kiệm điện bảo vệ đấy đó. Quạt tại vì mình ngồi đây nóng quá ngờ bật cho. Còn cái nào nên tắt thì phải tắt. Này, ai muốn không ăn trứng? Anh quá trứng ở đây. Trứng ở đây nữa. Chồng mày đi ngủ đi thiêu đâu nhà. Mẹ, tắt hết điện, tắt hết mấy quạt. Tắt mấy lạnh luôn, con không xài đâu nha. Bảo vệ đấy đó. Tại sao tắt điện, tắt quạt mà lại bảo vệ trái đất? Sai rồi, cha ba bảo vệ gì? Cái này đi. Cha ba bi, chiến mới đó.